Hey, xin chào các bạn. Đây là project của khóa Laravel Framework kết hợp với Vue.js. Thì các bạn có thể nhìn qua về cái giao diện của cái project mà các bạn học viên của khóa Laravel đang làm. Thì hôm nay mình muốn làm một phần liên quan đến phần quản lý khóa học. Đó chính là phần quản lý nội dung của khóa học ở trong này. Thì tại vì cái phần này đang cần xử lý Vue rất là nhiều. Sử dụng view để xử lý rất là nhiều nên là mình sẽ demo cho các bạn luôn. Và phần này nó cũng khá là hay bởi vì nó phải xử lý khá là nhiều. Các form này đều là các form nested form và nó có rất nhiều các input và chúng ta có thể thêm tự động thêm các input cho cái phần nội dung của khóa học này. Thì ở phần này mình sẽ demo cho các bạn. Thì trước khi demo thì mình sẽ lướt qua các chức năng chính của project ở khóa Laravel View. Thì các bạn thấy là đây là những cái chức năng chính của cái project mà chúng ta đang làm cho khóa Laravel và Vue. Đó, thì đây là cái phần quản lý khóa học. Đó. Ở đây phần này thì đã hoàn thiện rồi. Đó, ở một số phần khác cũng đã hoàn thiện rồi. Đây. Xóa này cũng thực hiện xóa là nó sẽ xóa dữ liệu rồi. Đó, và kích ra ngoài thì nó sẽ xem chi tiết cái khóa học đó. Đây, nội dung chi tiết khóa học đó như thế này. Kiểu kiểu như vậy. Đó. Ok, tiếp theo là phần quản lý bài học nó cũng tương tự như vậy. Đó, nó cũng tương tự. Thì cái phần này cũng đã làm phần danh sách các thứ rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại phần danh sách khóa học. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung làm cho cái phần là nội dung của khóa học. Thì ở phần này chúng ta sẽ phải sử dụng view. Thì chúng ta đang sử dụng component content cho phần khóa học như thế này. Và ở đây chúng ta đang chưa thực hiện việc gì cả. Bây giờ việc của chúng ta cần làm là đi xử lý cái việc đầu tiên mà tôi muốn. Đó chính là khi mà click vào phần thêm mới cái học phần này này thì nó sẽ tạo ra cho tôi một cái sub ở dưới này. Nó sẽ tự động nó ghi là học phần 2 và trong học phần 2 thì nó có rất nhiều bài học. Đó, thì chúng ta sẽ xử lý cho cái button này trước. Thì đầu tiên tôi sẽ viết một cái method để xử lý là thêm học phần, tôi sẽ đi là add section. Đây sẽ là add section. Thì ở phần add section này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện công việc là nếu người dùng click vào cái button add section kia thì chúng ta sẽ thực hiện nó. Đó, thì ở đây tôi sẽ gọi đến cái sự kiện đó bằng cách copy và chúng ta sẽ viết nó thông qua sự kiện event ở đây là click. Là click. Và chúng ta sẽ viết đây sẽ là add section. Đó. Ok. Thì mỗi lần add section chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ console log ở đây xem đã gọi được vào đây hay chưa. Ok. Chúng ta chạy thử lên. Chúng ta F12 lên để xem. Xem phần này trước. Đó, nó đã vào rồi. Thì việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ add thêm một cái section mới. Thì các bạn biết là tôi đang có một cái biến data ở trong đây tên là section. Và cái biến section này là một mảng. Tôi đang xử lý duyệt cái mảng này. Đang xử lý duyệt cái mảng này thông qua cái directive là v4 của Vue.js. Đó, và mỗi lần duyệt thì tôi sẽ lấy ra được một cái section và nó sẽ duyệt cái này. Thì bây giờ khi làm thì tôi sẽ để truy xuất đến một biến ở trong data thì chúng ta sẽ dùng this từ method this trỏ đến tên cái biến đó và chúng ta chấm push, tôi sẽ tạo ra một cái section mới và cái push này của tôi nó sẽ là một cái object như thế này. Object này của tôi sẽ có name nó và nó cũng sẽ có listen là một cái mảng như thế này. Đây là một mảng mới này. Đó,
Bây giờ tôi sẽ thử chạy lên này. Tôi sẽ thử chạy lên. Tôi nhấn S. Đó thì các bạn thấy là tôi đã thêm được học phần thứ hai, học phần 3. Đó. Và học phần 4. Như thế này. Thì các bạn cứ hình dung là một khóa học của chúng ta sẽ có rất nhiều chương. Ví dụ tôi để là phần, ví dụ đây là một khóa HTML chẳng hạn. Hoặc là khóa phần end thì học phần 1 chúng ta sẽ học HTML. HTML như thế này. Đó. Sau đó sang phần HTML thì chúng ta sẽ học phần CSS, giả sử như vậy. Các bạn cứ hình dung như vậy. Và phần thứ ba chúng ta sẽ học về JavaScript. JavaScript. Thì đây chính là cái nội dung bố cục tổng thể của một khóa học. Đó, những cái mục lớn. Trong phần HTML thì chúng ta sẽ có các bài. Đó, bây giờ chúng ta phải đi xử lý cái phần này. Chúng ta thêm bài học cho từng cái phần này, cho từng cái học phần, cho từng phần học. Thì cái phần bài học nó thể hiện ở trong phần listen. Đó, vậy làm sao để chúng ta có thể thêm được cái phần listen này vào? Thì đầu tiên tôi sẽ quay trở lại cái phần này. Thì đây là cái phần thể hiện listen. Đây. Thì mỗi lần chúng ta lấy ra được một cái section khi mà duyệt thì chúng ta sẽ lấy ra được cái listen này. Và cái listen này tôi sẽ đi forX nó ở đây, sử dụng directive là v4. Đó, tôi sẽ là set listen và mỗi lần tôi sẽ lấy ra được một listen. Đây là duyệt mảng ở trong view. Đó, các bạn thấy. Và tôi sẽ đặt một cái key. Cái key này thì nó sẽ là cái này. Mỗi lần duyệt tôi sẽ lấy ra được key. Tôi để là index listen. Đó. Và tôi sẽ chuyển nó vào đây như thế này. Đồng thời để đảm bảo key không bị trùng nhau, bởi vì ở trên này khi mà duyệt mảng, mảng của chúng ta bắt đầu từ 0 thì vô tình key ở trên cái phần section nó cũng sẽ bị trùng. Thì tôi sẽ lấy cái section index ở đây nữa. Tôi nối lại với nhau như thế này để đảm bảo nó không bị trùng. Đó, in như thế này. Ok. Chúng ta đã xong cái phần duyệt section. Nó đang báo một cái error. Để tôi kiểm tra xem nó là error gì. Không hề error nào. Ok, chạy nào. Thì ở đây phần name này tôi cũng sẽ phần key này tôi để như vậy. Và mỗi phần này tôi sẽ có một cái title tương đương với cái phần này. Nên tôi sẽ để đây, tránh bị trùng nhau. Nó tôi tạm bỏ đi, chưa cần hiện. Title này tôi sẽ làm, đây sẽ là bài. Với cái tiêu đề là bài mấy. Thì tôi sẽ cần một cái nội dung ở bên trong này. Ví dụ như là bài số bao nhiêu đó. Tôi sẽ dùng tiếng Việt ở đây. Rồi. Và tôi sẽ nối chuỗi lại. Sẽ là listen index cộng với 1. Rồi. Ok, chúng ta chạy nó lên. Rồi. Chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này.
Thì ở đây phần listen này của chúng ta nó sẽ phải là section.listen như thế này. Đó. Chạy lên. Đó. Thì default của nó sẽ là bài 1. Chúng ta có thể sửa cái nội dung này. Thì đây chúng ta sẽ dùng vModel cho phần input này. Nó sẽ là listen.name. Mỗi lần chúng ta lấy được ra một cái listen và sẽ là chấm name. Đến này sẽ là listen chấm description. Đây. Đó. Thì chúng ta cái title này chúng ta cũng hoàn toàn có thể lấy listen chấm name nếu mà nó có giá trị. Chúng ta sẽ làm như này. Nếu mà có name thì chúng ta ưu tiên lấy nêm chưa, trái lại chúng ta mới lấy ra cái bài học default như thế kia. Đây, các bạn có thể xem ví dụ này, tôi để là bài một, một tổng quan về HTML, tổng quan về HTML, nó học phần 1 nó sẽ là HTML. Đó, thì đây chúng ta đang tạo ra các nội dung và mỗi phần này là sẽ là mô tả của bài 1. Một vấn đề tiếp theo tôi muốn làm đó là tôi muốn tạo ra nhiều bài học. Mỗi lần tôi tạo ra nhiều bài học cho cái học phần HTML này thì tôi sẽ làm như thế nào? Thì tôi sẽ có phần thêm mới bài học ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ thêm như thế nào? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Thì đối với phần thêm bài học này, tôi sẽ tách ra thành một video sau để cho cái phần này của chúng ta đỡ bị dài, các bạn xem sẽ dễ hiểu hơn. Đó, sau đó chúng ta sẽ đi xử lý phần copy xóa. Đó, và cuối cùng sau khi làm xong toàn bộ cái nội dung của khóa học thì chúng ta sẽ nhấn submit và lưu nó vào trong database. Đó, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.